mực cà đông đá mình bỏ tủ lạnh, mình lấy ra mình nhúng miếng nước, mình nướng cho nó mềm. Thấy ăn ngon là làm mà chứ không biết cái gì. Đúng quá, mực trâu nè, mực này ngọt ghê lắm. Mực này mà uống bia nhậu đây ra thì thôi chứ chết người luôn. Người nào mà chịu nấu. Thì rằng con gái của anh thì tạm thời chưa chọn vào nó sống như thế nào. Cô chủ rất được cảm giác của con bé và thấy ông đi đây rồi sao không?